là Yến Phụng nha các bạn. Thế mình có được một số cặp Yến Phụng giống Hago và Âu các bạn. Hôm nay nó cũng sinh sản được một số cặp rồi. Trước đây thì nó sinh sản được hai cặp Hago và một cặp Âu. Mỗi một lứa thì nó đẻ rất sai các bạn. Con Âu nó đẻ thường là 6-7 trứng, còn Yến Phụng Hago nó đẻ cũng 5-6 trứng. Thế được ra một số con thì hôm rồi cũng chia cho anh em vòng vòng hết mấy con. Thế còn lại hiện tại là mình còn 4 con Hago và một con Âu các bạn. Mấy các bạn thấy nó xuống hai con nữa các bạn. Giờ nó xuống rồi thấy nó rõ chứ, hồi nãy nó đeo trên đấy là các bạn thấy không rõ. Đặc biệt là có cái con Hago này, cái nó có cái sấy đẹp lắm nha các bạn. Cái hai cái sấy ở phía trên lưng nó bố trí đều bên hai cái chót cánh ở phía trên, nó rất là đẹp. Và cái sấy nó mình gọi sấy chứ còn nó rất là giống cái bông cúc, cho nên có người còn gọi là cái bông cúc, người ta gọi là Yến Phụng bông cúc. Các bạn thấy đấy là ba con Hago ấy. Này là tới tuổi trưởng thành hết đấy các bạn. Cái này thì về nuôi khoảng chừng 2 tháng nữa, là khoảng 2 tháng nữa là nó sinh sản thôi. Nói 2 tháng nữa chứ không tới. Vì cái này là trên 5 tháng, là gần 6 tháng rồi các bạn. Các bạn thấy cái màu nó thì màu xanh nhạt nhé, màu xanh xanh biển nhưng mà xanh nhạt. Cũng khá đẹp nè. Và 4 con Hago này là hai cặp bố mẹ riêng nha các bạn. Hai con trống thì cùng bố mẹ, và con trống con mái thì cùng bố mẹ. Riêng con Âu thì nó khác hẳn hoàn toàn. Con Âu thì cũng là con trống nè. Đây các bạn thấy là cái con Âu và cái con Yến Phụng Hago nó đã mình trong cái giới nuôi chim thì mình gọi nó bắt cặp, dấu hiệu của cái sự bắt cặp với sự trưởng thành của con chim. Cái dòng Yến Phụng này cũng rất dễ nuôi nha các bạn. Nuôi Yến Phụng Việt Nam thì thấy các bạn thường cho ăn hạt kê với hạt láng đó. Còn cái loại này thì lẽ ra thì mình cho ăn thế cũng được. Ở chim hậu bị thì mình cho ăn hạt láng và hạt kê đỏ cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khả năng sinh sản nó thì nó không tốt bằng mình cho ăn thức ăn tổng hợp các cái loại kê. Và cái người sản xuất thức ăn thì nhà sản xuất thức ăn thì người ta cũng trộn sẵn, nó cân đối giữa các cái tỷ lệ hạt. Và nó có thức ăn chuyên cho cái loại Yến Phụng Hago và Hago và Âu nha các bạn. Ở đây thì mình xài thức ăn trộn sẵn, thức ăn tổng hợp sẵn các loại hạt. Đối với Yến Phụng thì cái hạt kê nó sử dụng hạt kê to hơn. Thì ở đây mình cũng xài cái loại thức ăn của hãng Tony Ba thôi. Hãng của Ý mình cho ăn 7 màu, mình dùng để cái hãng này thì mình xài cho con chim 7 màu sinh sản của mình. Và đồng thời cái hãng này sản xuất thức ăn cho nhiều loại chim cảnh khác nhau các bạn. Ở trong đấy có loại thức ăn chuyên về Yến Phụng. Và ở đây thì mình xài loại thức ăn đó. Thức ăn chuyên cho Yến Phụng thì nó có hai loại trộn sẵn gọi là hạng mít. Và cái loại thứ nhất là để cho chim hậu bị, nghĩa là chim trưởng thành cho đến trước thời kỳ sinh sản. Và cái loại thứ hai là chuyên cho chim sinh sản. Ở đây thì mình cũng cho ăn hai cái loại như vậy. Một là chim trong thời gian hậu bị, chim trưởng thành thì mình cho ăn loại thức ăn riêng. Và chim tới thời kỳ sinh sản thì mình cho nó ăn thức ăn riêng. Mình thấy nuôi Yến Phụng này nó khá dễ dàng đấy các bạn. Tuy nhiên thì nó hơi ồn một chút, bởi vì nó cái tiếng kêu nó rất là to. Và đặc biệt là cái thời kỳ mà nó chuẩn bị sinh sản thì trong cái quá trình nó bắt cặp ấy, con trống con mái gì nó kêu cũng rất là to. Cho nên nuôi con chim này mà mình anh em nào mà ở tập thể hoặc chung cư thì nó hơi khó nuôi một chút. Nuôi ít vài ba cặp thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nuôi từ 5-10 cặp trở lên này bắt đầu nó la, nó kêu tiếng nó rất là ồn. Nó sẽ ảnh hưởng đến người khác thôi, chứ còn thực ra thì nó cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà chắc chắn là nuôi nhiều thì nó ảnh hưởng đến người khác rồi. Cho nên thông thường ấy, cái người mà tôi nuôi chuyên về Yến Phụng sinh sản mà nuôi số lượng nhiều thì người ta có trại riêng độc lập với khu dân cư, hoặc là người ta có mấy người nào mà các bạn mà có nhà riêng ấy, ở nó tương đối xa cái khu dân cư, xa cái những cái nhà xung quanh mình ấy, thì nuôi nó thuận lợi hơn, nó tiện hơn. Cái dòng này mình thấy khá dễ nuôi các bạn, thường là nó ít có bệnh.
nghĩa là một số cái bệnh như con chim bảy màu ấy, thì ví dụ như là e sách mai này, ví dụ như là đi phân lẫn này, ví dụ như là một số cái bệnh mà thường gặp khác ở một số cái dòng chim cảnh khác, thì ở con yến phụng này thì nó ít hơn. Cái quan trọng là chúng ta vệ sinh chuồng trại kỹ thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh thôi. Yến phụng thì nó có cái bệnh phổ biến, hai cái bệnh phổ biến thôi. Một là cái bệnh đi phân lỏng, thứ hai là cái bệnh gọi là cái bệnh nó đường hô hấp đấy các bạn. Hai cái bệnh này thì nó cũng khá dễ trị chứ nó không có vấn đề gì nan giải lắm. Đấy, các bạn thấy bốn con hago của mình thì nó hầu như là nó có một màu thôi, có con trống thì cái xanh nó hơi đậm hơn một chút, còn mấy con trống còn lại, mấy con trai, hai con trống khác và con mái thì cái màu nó cũng xanh, xanh nước biển nhưng mà nó hơi nhạt. Cái dòng này thì mình thấy màu sắc nó cũng rất là đa dạng, rất là phong phú, nhưng mà bởi vì ở đây mình nuôi ít, mình nuôi cũng mang tính chất là yêu thích nó, mình nuôi thấy nó đẹp, nó dễ nuôi, mình nuôi để cho có kinh nghiệm và đồng thời để có thứ này thứ khác. Mình nuôi 5-7 cặp nhưng để sinh sản khá tốt, khá nhiều, cho nên là giờ cũng không có chỗ nuôi nhiều, chỗ mình nó hạn chế về mặt không gian nên cũng không đủ chỗ nuôi nhiều. Ra đợt nào rồi mình chia lại anh em đợt nấy nếu anh em có nhu cầu. Đối với con yến phụng này thì mình nghĩ là anh em nào bắt đầu mới nuôi chim cảnh thì mình nuôi vài cặp chơi cho nó quen, rồi mình có những cái kinh nghiệm, có những trải nghiệm để mình nuôi những dòng khác. Bởi vì nhất là cái chim cảnh mà những cái dòng như là dòng phin này, rồi zebra này, nghĩa là cái manh manh ấy, và sắc nhật, rồi yến phụng, thì mình nghĩ mấy cái loại này thì nó cũng mang tính chất phổ thông thôi, nó cũng giá cả thì nó không cao lắm, nhưng mà nuôi nó thì nếu mà chúng ta nuôi nó, chúng ta có kinh nghiệm, có trải nghiệm về nó đấy, để chúng ta sẽ nuôi mấy cái dòng khác được. Ví dụ như là trước khi các bạn nuôi con bảy màu ok thì bạn nuôi manh manh và sắc nhật tốt thì mình nuôi con bảy màu sẽ rất là tốt đấy. Bởi vì nó tương tự mà, cái thứ nhất là thức ăn nó cũng tương tự như vậy, cách chăm sóc nó cũng gần giống nhau như vậy. Thức ăn thì cũng ăn hạt trộn, hạt mít, kê và một số loại hạt khác. Ngoài ra thì bổ sung thêm rau xanh và một số vitamin khác này cũng giống như vậy thôi. Còn các cái loại bệnh mà nó hay gặp thì nó cũng gần giống như vậy. Và khi điều trị thì thuốc điều trị thì nó cũng giống như các loại khác thôi. Ở đây thì mình xài cái bổ sung vitamin cũng như là canxi, rồi một số cái thuốc khác, ví dụ như là thuốc kích cồ hay là thuốc trị e sát mai chẳng hạn, thì mình dùng chung cho cả bảy màu, rồi yến phụng, rồi manh manh, sắc nhật, rồi mình dùng chung hết cả. Cho nên là mình nuôi những thứ mà một là cái thức ăn nó tương tự với nhau này, điều trị bệnh hoặc là các cái loại vitamin mình cung cấp cho nó thì nó giống nhau như vậy, thì cái việc nuôi mình nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Cho nên ở đây thì mình chỉ có nuôi, ở đây mình nuôi chính là bảy màu sinh sản này, nhưng ngoài ra thì mình nuôi thêm một số cặp yến phụng, hago và ơ u này, để cho có thứ này cho khác, cho nó thứ này thứ khác cho nó vui, và đồng thời nuôi thêm một số manh manh, một số sắc nhật này. Vì thức ăn nó cũng cơ bản giống nhau thôi, cách chăm sóc nó cũng cơ bản giống nhau như vậy. Rồi chắc có lẽ là ít phút tôi giới thiệu với các bạn về mấy con yến phụng như vậy. Các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ comment dưới video thì giúp mình nhé. Còn các bạn có nhu cầu mà chơi cái dòng này thì cũng comment dưới video thì mình sẽ có cái thông tin phản hồi lại cho các bạn về cách chăm sóc, về thức ăn cũng như là về giá cả.
Ở đây thì chủ yếu mình nuôi sinh sản, mình chia cho anh em thôi, chứ mình không phải là cái shop chuyên để mua bán, cho nên là phần lớn là mình nuôi để mình chia lại cho anh em chơi. Thực ra thì mình nuôi không nhiều lắm, 5-7 cặp này so với anh em nuôi chuyên canh, chuyên nghiệp thì nó cũng không là vấn đề gì. Nhưng mà nó sinh sản khá tốt các bạn, thấy sinh sản là nó khá tốt, cho nên là cứ 3-4 cặp đẻ thì mình thấy một đợt ra được cũng cả trên 10 con rồi. Nếu mà mình không có không có chỗ thì không nuôi được, nhưng ở đây mình hạn chế về mặt chỗ nơi. Mỗi lần ra như thế là khi trưởng thành là mình chia lại cho anh em. Và mấy con này cũng như vậy, anh em nào có nhu cầu thì cứ cho mình hay comment dưới video thì mình sẽ phản hồi lại cho các bạn. Video này mang tính chất khoe chim thôi nha các bạn. Và đồng thời xin giới thiệu với các bạn, nếu mà có nhu cầu về mấy con Hago và con Euro này thì các bạn vui lòng comment dưới video giúp mình. Mình sẽ có phản hồi sớm nhất cho các bạn nhé. Mình nhắc lại là có 4 con Hago đã trưởng thành trên 5 tháng tuổi rồi. Trong này chắc chắn là có một con mái. 4 con này thì con mái, con trống thì một cha một mẹ, và hai con trống thì một cha một mẹ. Riêng con Euro thì nó khoảng trên 6 tháng tuổi đấy các bạn. Con này thì hôm rồi cái cặp đẻ được 4 con thì mình chia lại cho anh em, còn con trống này trên 6 tháng tuổi rồi. Nói chung là 4 con Hago này và con Euro này thì nó đã đến tuổi trưởng thành hết, đã tuổi đến tuổi sinh sản hết rồi. Các bạn nào có nhu cầu thì nhớ cho mình hay. Rồi, như vậy thì mình tạm kết thúc video tại đây các bạn nhé. Vài phút khoe mấy con chim yến phụng của mình để các bạn xem cho vui. Và đồng thời giới thiệu với các bạn, nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì cứ comment dưới video giúp mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn.